Hennie tuyên bố chơi lớn, chuẩn bị công khai chuyện tình cảm. Hennie tuyên bố sẽ công khai chuyện tình cảm với một điều kiện vô cùng đặc biệt. Không chỉ được công chúng quý mến bởi tính cách giản dị và mộc mạc, Hoa hậu Hennie còn nổi tiếng là người luôn năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ, những người mến mộ, nàng hậu vẫn chưa một lần được nghe cô chính thức chia sẻ rõ ràng về chuyện tình cảm cũng như người đặc biệt trong lòng của mình. Dù trước đó đã xuất hiện những tin đồn cho rằng Hennie đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên bạn trai tên T.K, là đạo diễn hình ảnh kiêm nhiếp ảnh gia. Thậm chí, Hennie còn bị đồn đoán đã thực hiện bộ ảnh cưới tại trời Tây Nhân chuyến du lịch cùng bạn trai. Tuy nhiên, Hennie đã lên tiếng, ngầm phủ nhận việc cô diện váy cưới chỉ đơn thuần là chụp ảnh, chứ không phải là ảnh cưới hay chuẩn bị đi lấy chồng như mọi người đang đồn đoán. Chính điều này càng khiến cư dân mạng thêm tò mò về chuyện tình cảm của cô cũng như những tin đồn xung quanh. Mới đây, Hennie đã có tuyên bố gây sốc khi cho biết bản thân sẽ công khai chuyện tình cảm cá nhân với một điều kiện vô cùng đặc biệt. Cụ thể, nàng hậu đã chụp lại khoảnh khắc trang fanpage của mình đạt 1,8 triệu người theo dõi và tự đặt câu hỏi. Nếu mình được 2 triệu lượt theo dõi thì mình sẽ làm gì nhỉ? Dưới phần bình luận, Hennie chia sẻ thêm rằng, ngày được 2 triệu thì mình sẽ khai thật chuyện tình yêu nha. Không có thì nói không có, còn nếu có thì công khai luôn nha. Trời lớn rồi đó. Ngay lập tức chia sẻ này của Hennie đã khiến cư dân mạng tỏ ra vô cùng phấn khích và mong chờ.